Mến chào tất cả quý vị đến với bản tin về đời sống người cao tuổi. Quý vị thân mến, ngày hôm nay đội ngũ chương trình sẽ chia sẻ với quý vị về chủ điểm sau: các trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí năm 2024. Để tiếp tục hiển thị những thông tin mới nhất về mục này, quý vị hãy đăng ký kênh ngay hôm nay nhé. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí là chính sách an sinh nhằm tạo điều kiện để toàn dân có cơ hội được khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, năm 2024 có thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm y tế. Trong đó, bổ sung đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, đó là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hiện đang cư trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Như vậy, năm 2024, các trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thuộc nhóm được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng, được ngân sách nhà nước đóng, do người sử dụng lao động đóng và cơ sở đào tạo đóng. Nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế cho 6 nhóm đối tượng gồm: 1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. 2. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của chính phủ. 3. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. 4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 5. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 6. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do ngân sách nhà nước đóng. Nhóm này có 21 nhóm, bao gồm: 1. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu theo quy định tại Điều 2 Nghị định 70/2015/NĐ-CP. 2. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. 3. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. 4. Người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 5. Cựu chiến binh theo quy định tại khoản 4 điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. 6. Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc theo quy định tại khoản 5 điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. 7. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đương nhiệm. 8. Trẻ em dưới 6 tuổi. 9. Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội. 10. Người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác. 11. Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của chính phủ. 12. Thân nhân của liệt sĩ bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ. 13. Thân nhân của người có công, trừ các đối tượng cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ. 14. Thân nhân của quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu. 15. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng. 16. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của nhà nước Việt Nam. 17. Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình theo quy định tại khoản 16 điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. 18. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 19. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại điểm A khoản 10 điều 16 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 20. Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình. 21. Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hiện đang cư trú tại các xã an toàn khu cách mạng, đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Thông qua những thông tin được đội ngũ kênh chia sẻ trên đây, quý vị hoặc người thân của mình có thuộc diện được hưởng chính sách trên hay không và đã có cho mình chiếc thẻ bảo hiểm chưa?
Nếu có rồi hãy bình luận phím số 1 để chúng tôi biết với nhé. Nếu quý vị thuộc một trong những diện được hưởng bảo hiểm nhưng chưa làm, hãy đến ngay cơ sở bảo hiểm ở địa phương làm để không bỏ lỡ những quyền lợi vốn có của mình. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do người sử dụng lao động đóng. 1. Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng. 2. Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong công an nhân dân. 3. Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. Đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do cơ sở đào tạo đóng. Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên, chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2023, cả nước có trên 93,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 93,35% dân số. Việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đảm bảo đầy đủ tới người tham gia. Mục 2. Các trường hợp không được bảo hiểm y tế chi trả. Thẻ bảo hiểm y tế được chi trả cho những dịch vụ thiết yếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Vậy các loại bệnh nào, trong phạm vi, trường hợp nào không nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả theo quy định? Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Thẻ bảo hiểm y tế được chi trả cho những dịch vụ thiết yếu khi điều trị bệnh, vì vậy những chi phí dành cho công tác tầm soát sức khỏe, thẩm mỹ, phục hồi chức năng, giám định, nghiên cứu khoa học sẽ là những trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế. Căn cứ vào Điều 23 Luật Bảo hiểm Y tế 2014 quy định các trường hợp không nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả như sau. 1. Chi phí trong các trường hợp dưới đây đã được ngân sách nhà nước chi trả. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, điều trị phục hồi chức năng, khám định kỳ khi mang thai, sinh con. Chi phí vận chuyển trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú mà cơ sở tuyến dưới không đủ chuyên môn kỹ thuật nên người bệnh được vận chuyển từ tuyến huyện lên tuyến trên với các đối tượng sau. Đang phục vụ trong quân đội với chức vụ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, đang công tác, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân với chức vụ sĩ quan, hạ sĩ quan, là học viên công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an. Người có giấy tờ chứng minh công với cách mạng, cựu chiến binh. Trẻ em dưới 72 tháng tuổi. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng. Người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha ruột, mẹ ruột, vợ hoặc chồng hợp pháp, con của liệt sĩ, con đẻ, con nuôi, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Các đối tượng trên theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế 2014 thuộc trường hợp được bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, nếu các chi phí này mà được ngân sách nhà nước trả rồi thì bên bảo hiểm nhà nước không cần chi trả nữa, do những chi phí chỉ cần thanh toán một lần. 2. Bảo vệ và nâng cao sức khỏe như điều dưỡng, an dưỡng. Điều dưỡng là việc bảo vệ, nâng cao, tối ưu về sức khỏe, thăm khám để dự phòng bệnh, xử lý các vết sẹo ngoài da, giảm bớt nỗi đau qua chẩn đoán và điều trị. An dưỡng là việc bồi dưỡng sức khỏe bằng nghỉ ngơi và ăn uống theo một chế độ phù hợp do người có chuyên môn kỹ thuật đề xuất. Các hoạt động điều dưỡng, an dưỡng này do người dân muốn nâng cao sức khỏe, giúp tăng cường chăm sóc các cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội chứ không có tính cấp thiết điều trị, chữa trị bệnh. Các hoạt động này hoàn toàn do ý muốn, có hay không đều được nên bảo hiểm y tế không có trách nhiệm phải hỗ trợ chi trả trong trường hợp này. 3. Kiểm tra sức khỏe. Hoạt động này nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe tổng thể của mỗi người ở một thời điểm thông qua việc đánh giá chức năng của hầu hết các cơ quan trong cơ thể như tim, gan, phổi, thận. Đồng thời, giúp phát hiện các bệnh lý nếu có. Phòng và phát hiện bệnh sớm là trọng tâm của việc khám sức khỏe, vì vậy mọi người nên đi khám sức khỏe định kỳ. Khi khám sức khỏe, bác sĩ sẽ nhấn mạnh đến những xét nghiệm, những thăm dò cần làm để phát hiện sớm hay những bệnh lý có thể phát hiện được giúp người đi khám bệnh giữ gìn sức khỏe tốt hơn. Khám sức khỏe không nằm trong nhóm các dịch vụ Bộ Y tế quy định cho bảo hiểm y tế có trách nhiệm chi trả do chỉ có tính chất phòng bệnh và phát hiện bệnh. 4. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. Xét nghiệm, chẩn đoán thai trước khi sinh không nhằm mục đích điều trị không thuộc phạm vi được bảo hiểm y tế chi trả. Khi đó, người xét nghiệm, chẩn đoán thai phải tự thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh. Còn trường hợp sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh do Bộ Y tế quy định thì vẫn được bảo hiểm y tế chi trả. 5. Nạo hút thai, phá thai trừ do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ,
sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là những kỹ thuật y sinh học được áp dụng để điều trị vô sinh. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hay được các gia đình hiếm muộn để sinh con sinh ra bằng phương pháp là việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm. Việc sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả mà Bộ Y tế ban hành. Người lao động cần lưu ý các trường hợp không được bảo hiểm y tế chi trả. Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình là việc sử dụng các biện pháp để mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe như trẻ em khỏe mạnh hơn, hàng trăm nghìn phụ nữ không phải bỏ mạng vì sinh nở, hàng triệu ca phá thai được ngăn chặn. Kế hoạch hóa gia đình nâng cao sức khỏe cho người dân, thể hiện trách nhiệm dân số với cộng đồng. Hoạt động này hiện nay được nhà nước khuyến khích, tuy nhiên phải xuất phát từ ý chí tự nguyện của mọi người nên cũng chưa quy định việc hỗ trợ chi phí. Việc nạo hút thai, phá thai tự mình thực hiện mà không phải trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ thì không được bảo hiểm y tế chi trả. 6. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ để cải thiện, chỉnh sửa vẻ đẹp, kể cả việc sử dụng các phương pháp không phẫu thuật hay tiểu phẫu, phẫu thuật chỉnh hình đều không được bảo hiểm y tế chi trả. 7. Người từ đủ 6 tuổi trở lên tiến hành điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt. Các bệnh lý về mắt như lác, cận thị, tật khúc xạ khi người bệnh đi điều trị sẽ không được bảo hiểm hỗ trợ chi trả, trừ trẻ em dưới 6 tuổi. Vì theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được hỗ trợ điều trị trong tất cả các trường hợp nếu như tham gia bảo hiểm y tế. Đây là chính sách thể hiện sự bảo vệ và nâng cao quyền lợi tốt nhất cho trẻ em được phát triển toàn diện của nhà nước và cơ quan bảo hiểm. 8. Sử dụng vật tư y tế thay thế, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Vật tư thay thế trong trường hợp này gồm chân giả, tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính. Phương tiện trợ giúp vận động như xe lăn, thiết bị hỗ trợ di chuyển và vận động cho bệnh nhân. 9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa. Trong trường hợp thảm họa xảy ra, phụ thuộc vào tùy tình hình, mức độ, gây hủy hoại, gây chết nhiều người. Có thể môi trường tự nhiên bị thay đổi vĩnh viễn mà nhà nước sẽ có các chính sách cụ thể tại thời điểm đó để hỗ trợ và xoa dịu nhân dân. Vì vậy, việc khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa này được quy định là trường hợp không được bảo hiểm y tế chi trả. 10. Khám bệnh, chữa bệnh do nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất kích thích khác. Tổ chức Y tế Thế giới WHO định nghĩa nghiện ma túy và rượu hoặc chất kích thích khác là một loại bệnh. Bệnh lý này được mô tả bằng một nhóm các hiện tượng về thể chất, hành vi ứng xử và nhận thức của người nghiện. Trong đó, hành vi sử dụng các chất gây nghiện được ưu tiên vượt trội so với các hành vi khác. Người nghiện có khao khát sử dụng ma túy và uống rượu không thể cưỡng lại được. Việc khám và điều trị các bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác do gia đình người bệnh. Bệnh phát sinh cũng hoàn toàn do hành vi cố ý của người bệnh nên phải tự chịu các chi phí khi khám bệnh, chữa bệnh. 11. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. Giám định y khoa là việc chẩn đoán y học ở mức độ cao nhất để làm cơ sở giải quyết trong các trường hợp sau: thanh toán chi phí khi có tranh chấp với các loại quan hệ dân sự có hợp đồng đúng luật, hoặc để giải quyết chế độ cho người bệnh là đương sự đang được hưởng theo chế độ chính sách, hưởng bảo hiểm. Giám định pháp y là hoạt động giám định trong lĩnh vực y khoa với các hoạt động đặc trưng, ví dụ như khám nghiệm tử thi, xác định thương tật, tình trạng sức khỏe, các dấu hiệu thân thể bị xâm phạm, để phục vụ cho công tác thực thi pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật hình sự và quá trình xét xử các vụ án. Giám định pháp y tâm thần là việc giám định ý thức con người bằng việc mổ xẻ những ký ức của đối tượng trong quá khứ cũng như phân tích những diễn biến tư duy trong hiện tại. 12. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học. Thử nghiệm lâm sàng là tiến hành thực hành các nghiên cứu mới trên cơ thể con người để xác định an toàn và hiệu quả của phương pháp điều trị. Nghiên cứu khoa học gồm nghiên cứu hàn lâm, phát hiện ra bản chất, quy luật chung của sự vật, hiện tượng, tìm ra kiến thức mới, và nghiên cứu ứng dụng, tìm ra những ứng dụng kỹ thuật mới, những mô hình mới có ý nghĩa thực tiễn bằng việc tìm hiểu, quan sát, thí nghiệm, phân tích số liệu, dữ liệu. Tham gia vào thử nghiệm lâm sàng và các nghiên cứu là quyết định quan trọng của mỗi cá nhân. Do đây là hành động tự nguyện của cá nhân và hỗ trợ của cơ sở thử nghiệm, nghiên cứu nên bảo hiểm y tế không chi trả trong trường hợp này. Ngoài ra, trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến, tức là chỉ sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, lấy thuốc mà không nhập viện, không tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, thì đối tượng này cũng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả dù có bảo hiểm y tế hay không. Người khám chữa bệnh tự mình chi trả mọi chi phí trong trường hợp này. Mục 3. Tặng thẻ bảo hiểm y tế, gửi phao cứu hộ đến người nghèo.
với người nghèo, đặc biệt là người bệnh nghèo, thẻ bảo hiểm y tế là chiếc phao cứu hộ thực sự hữu ích, không chỉ giúp người nghèo có cơ hội tiếp cận với hệ thống y tế, được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, mà còn góp phần giúp họ thoát cảnh nghèo khổ bởi bệnh tật. Chia sẻ yêu thương. Nhiều năm nay, ông Hoàng Trọng Toàn, ngụ xã Xuân Đông, H. Cẩm Mỹ, luôn dành dụng tiền mua thẻ bảo hiểm y tế để tặng học sinh, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Ông Toàn cho biết, xung quanh ông có nhiều hộ đông con, kinh tế khó khăn nên việc mua bảo hiểm y tế cho tất cả thành viên trong gia đình là điều không dễ dàng. Để giúp những người này có tấm thẻ bảo hiểm y tế phòng khi bệnh tật, ông đã tiết kiệm chi tiêu hàng ngày để dành mua thẻ bảo hiểm y tế trao tặng. Tôi tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền con cái cho cũng dành để mua từ 5 đến 7 thẻ bảo hiểm y tế tặng cho những người kém may mắn quanh tôi. Tôi thấy vui khi giúp được bà con khi chẳng may gặp cảnh đau ốm, ông Toàn tâm sự. Cùng với ông Toàn, bà Lê Thị Thỏa, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, cũng rất chăm chỉ giúp đỡ người nghèo có được chiếc phao cứu hộ bảo hiểm y tế. 17 năm làm đại lý bán bảo hiểm y tế ở xã, bà Thỏa nắm được thời hạn của những người tham gia bảo hiểm y tế trong đại lý của mình. Để bảo hiểm y tế của khách hàng không bị đứt quãng do quên gia hạn hoặc không gia hạn, trước hạn 1 tháng, bà lại gọi điện nhắc họ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Những lần như thế, bà thấy có những trường hợp rất muốn tham gia bảo hiểm y tế tiếp, nhưng không có tiền đóng nên bà lấy tiền riêng của mình ứng gia hạn bảo hiểm y tế để bảo đảm người dân không bị mất quyền lợi từ chính sách tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Khi nào bà con có tiền thì trả hoặc trả làm nhiều lần cũng được, người nào khó khăn quá thì tôi tặng luôn. Bà con nghèo có tấm thẻ bảo hiểm y tế lận lưng tôi cảm thấy vui và yên tâm, bà Thỏa nói. Tương tự, ông Nguyễn Đắc Thắng, ngụ xã Gia Tân 2, H. Thống Nhất đã có gần 10 năm thường xuyên ứng tiền của mình để mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo ở xã. Không ít người đang điều trị thì bảo hiểm y tế hết hạn, ông lại ứng tiền gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho họ. Có thẻ bảo hiểm y tế, có điều kiện chữa bệnh, nhiều người khỏe lên, đi làm kiếm tiền trả lại ông, dù có khi họ chỉ trả 20 đến 70 ngàn đồng tuần, tháng nhưng tuyệt nhiên chưa có ai quên trả tiền cho ông. Để người bệnh không cô đơn. Bị bệnh tán huyết bẩm sinh, anh Trần Quốc Đạt, ngụ phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, cho biết bệnh của anh điều trị rất tốn kém, gia đình chạy chữa nhiều năm nên khánh kiệt. 7 năm qua, năm nào anh cũng được một nhà hảo tâm tặng bảo hiểm y tế để duy trì việc điều trị bệnh. Theo anh Đạt, tàn tiện trong ăn mặc, chi tiêu thì được, nhưng người nghèo bị bệnh mãn tính như anh mà không có thẻ bảo hiểm y tế đồng nghĩa với việc tự cắt đứt sự sống của mình. Cho nên anh mong rằng, với sự chung tay của xã hội, người nghèo nào cũng được tặng thẻ bảo hiểm y tế để có điều kiện chữa bệnh, phòng ngừa rủi ro tai nạn. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Minh Thành cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, hàng năm cứ vào tháng 12, ngành bảo hiểm xã hội lại phát động phong trào quyên góp, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, qua đó phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với người bệnh nghèo. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh kêu gọi, vận động mỗi công chức, viên chức quyên góp một phần thu nhập của mình, ủng hộ ít nhất một thẻ bảo hiểm y tế để dành tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua đó hỗ trợ, chia sẻ để người nghèo có cơ hội tiếp cận hệ thống y tế, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, giảm bớt gánh nặng kinh tế, giúp họ thoát được cảnh nghèo đói do bệnh tật. Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế hay ứng tiền gia hạn thẻ bảo hiểm y tế giúp người nghèo có cơ hội sở hữu tấm thẻ bảo hiểm y tế nhằm chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh hoặc phòng ngừa rủi ro, theo ông Phạm Minh Thành, dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều là những nghĩa cử tốt đẹp và mang tính nhân văn. Hy vọng phong trào tặng thẻ bảo hiểm y tế, chính sách an sinh xã hội hết sức nhân văn này tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, để ngày càng có thêm nhiều người nghèo được quỹ bảo hiểm y tế đỡ đần viện phí khi ốm đau, bệnh tật, ông Phạm Minh Thành nói. Mục 4. Những khoản chi phí khám bệnh nào sẽ được bảo hiểm chi trả? Theo quy định, những chi phí cơ bản được chi trả gồm khám chữa bệnh, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật chuyên môn, thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu và các chế phẩm của máu và vận chuyển người bệnh. Sau khi Dân Trí đăng tải bài viết con gái bức xúc vì cha mổ sỏi thận phải tự đi mua băng gạc, ga trải giường, phản ánh về việc chị Mở ở Bình Dương đưa bố đi phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng phải tự mua hàng loạt vật tư, thiết bị y tế với tổng giá trị 12 triệu đồng. Nhiều người chia sẻ trải nghiệm tương tự của bản thân và bày tỏ sự bất bình khi không nhận được hỗ trợ đủ tốt từ quỹ bảo hiểm y tế. Từ câu chuyện trên, độc giả Dân Trí thắc mắc, theo quy định của pháp luật, người tham gia bảo hiểm y tế được chi trả những khoản nào khi tới bệnh viện và mức hưởng hỗ trợ từ bảo hiểm y tế đối với mỗi người,
tại các tuyến bệnh viện sẽ được áp dụng ra sao? Theo khoản 1, điều 21 Luật Bảo hiểm Y tế 2008, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được bảo hiểm chi trả hai khoản tiền chính là tiền khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con và tiền vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt theo luật định. Cụ thể hơn, theo quy định tại Điều 8 Quyết định 1399 QĐBHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chi phí khám chữa bệnh của người dân được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả bao gồm những khoản sau. Thứ nhất, chi phí khám bệnh theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai, chi phí ngày giường theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt, áp dụng khi người bệnh điều trị nội trú tại cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên hoặc nằm lưu trú không quá 3 ngày tại trạm y tế xã theo mức giá giường lưu được phê duyệt. Đối với khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì thời gian áp dụng là 5 ngày. Thứ ba, chi phí cho các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi chuyên môn theo danh mục, mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ tư, chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế sử dụng trực tiếp cho người bệnh theo danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán do Bộ Y tế quy định. Thứ năm, chi phí máu và các chế phẩm của máu, căn cứ thông tư số 33/2014/TT-BIT của Bộ Y tế. Thứ sáu, chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên, áp dụng trong trường hợp tương tự tại khoản 1, điều 21 Luật Bảo hiểm Y tế 2008. Về mức hưởng bảo hiểm y tế, điều 9 quyết định này quy định người tham gia bảo hiểm y tế có mức hưởng ghi trên thẻ ký hiệu bằng số 1 hoặc 2. Theo quy định tại quyết định 1314 QĐBHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh và vận chuyển người bệnh. Tuy nhiên, khoản chi này không áp dụng với một số thuốc, vật tư, hóa chất, dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Hai nhóm đối tượng khác cũng được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh là những trường hợp đã tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên. Cố số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở hoặc những trường hợp có chi phí một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hoặc khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế cấp xã. Tương tự hai trường hợp đầu tiên, việc áp dụng bảo hiểm chỉ dành cho một số thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị, theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, đối với nhóm đối tượng có mức hưởng ghi trên thẻ là số 5, những người này sẽ được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh, kể cả chi phí ngoài phạm vi được hưởng của bảo hiểm y tế. Đối với nhóm 3 và nhóm 4, mức hỗ trợ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh lần lượt là 95% và 80%. Đối chiếu với những quy định trên, có thể thấy những khoản chi phí cơ bản mà bảo hiểm y tế chi trả cho người bệnh sẽ bao gồm chi phí khám chữa bệnh, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật chuyên môn, thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu và các chế phẩm của máu và vận chuyển người bệnh. Hạn mức chi trả và danh mục thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị sẽ áp dụng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Về mức hưởng bảo hiểm y tế, cần xác định người bệnh thuộc nhóm nào trong các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, từ đó xác định mức hưởng mà người đó có thể được áp dụng theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mục 5. Đi khám chữa bệnh tại tỉnh khác có được chi trả bảo hiểm y tế. Bà Lê Thu Hà, tỉnh Vĩnh Phúc, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Hà hỏi, nếu bà khám mắt tại Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ thì có được hưởng bảo hiểm y tế không? Nếu được thì chế độ hưởng như thế nào? Theo quy định tại khoản 6 điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước. Đối chiếu với quy định trên, trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký ban đầu tại tỉnh khác tự đi khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ là không đúng tuyến. Nếu bệnh viện chỉ định bà vào điều trị nội trú thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng in trên thẻ bảo hiểm y tế của bà. Nếu bà khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú thì không được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Mục 5. Mạnh tay xử lý vi phạm. Dù đã được cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ để giải quyết, triển khai nhiều giải pháp nhằm đôn đốc thu, giảm tối đa số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế song tình trạng chậm đóng vẫn chưa được khắc phục. Theo danh sách chậm đóng bảo hiểm xã hội vừa công bố, trên địa bàn Hà Nội còn nhiều đơn vị chậm đóng tiền từ 20 tháng trở lên. Tính đến ngày 24 tháng 1, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 4.260 tỷ đồng. Trong đó,
số tiền chậm đóng phải tính lãi trên 1.537 tỷ đồng. Việc các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, tiềm ẩn bất ổn về an sinh xã hội, cần được cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ để giải quyết. Thực tế cho thấy, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để khắc phục tình trạng chậm đóng. Với các đơn vị có hành vi vi phạm nghiêm trọng, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự. Thế nhưng chưa có doanh nghiệp nào bị xử lý do vướng nhiều yếu tố. Ngoài ra, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tiến hành hàng nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đối với các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài. Tuy nhiên, các giải pháp đã, đang thực thi chưa khắc phục được tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, nhất là đối với các đơn vị, doanh nghiệp không còn hoạt động. Nhiều doanh nghiệp chây ì, cố tình vi phạm, trong khi đó, các chế tài xử lý hành vi trốn, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã được quy định nhiều trong văn bản quy phạm pháp luật nhưng thực tiễn áp dụng còn nhiều bất cập, khó thực thi dẫn đến chưa thể hiện triệt để tính nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi này. Thiết nghĩ, để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp một cách hiệu quả, cần xác định đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng cơ quan bảo hiểm xã hội mà cần có sự hỗ trợ tích cực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt là hệ thống pháp luật trong việc xử lý những chủ sử dụng lao động, doanh nghiệp cố tình chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Vấn đề đặt ra là cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung các văn bản hướng dẫn kịp thời những nội dung về bảo hiểm xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Chính phủ sớm có nghị định về xử lý các đơn vị sử dụng lao động giải thể, phá sản, ngừng, dừng giao dịch, người sử dụng lao động bỏ trốn, không có khả năng thu hồi số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mặt khác, chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể về xử lý hình sự đối với các đơn vị trốn đóng theo Điều 216 Bộ Luật Hình sự. Với những doanh nghiệp cố tình không thực hiện kết luận thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cần có chế tài cưỡng chế thi hành kết luận thanh tra, thu hồi giấy phép kinh doanh, không cấp giấy phép hoạt động cho các doanh nghiệp trước đây đã hoạt động mà trốn tránh trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc phòng ngừa, truy cứu trách nhiệm và xử lý hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là cấp thiết hiện nay. Cơ quan nhà nước cần có quy định đồng bộ, khả thi nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra hiện nay trong việc khởi kiện dân sự và khởi tố hình sự đối với người sử dụng lao động có hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Trên đây là toàn bộ nội dung chia sẻ về mục các trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí năm 2024. Sau khi nghe những thông tin trên đây, quý vị còn băn khoăn ở nội dung nào, hãy bình luận bên dưới để đội ngũ kênh giải đáp nhé. Đội ngũ kênh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của quý vị đối với kênh và sẽ luôn nỗ lực mang đến những thông tin hữu ích, cập nhật về các chính sách pháp luật mới từ chính phủ. Nếu quý vị cảm thấy những nội dung trên hữu ích và đáng giá, hãy hào phóng tặng kênh một nút like nhé. Sự ủng hộ của quý vị là động lực to lớn giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp những thông tin chất lượng và giá trị hơn nữa. Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nào, hãy đăng ký kênh ngay hôm nay. Đội ngũ kênh cam kết cập nhật thường xuyên các chính sách pháp luật mới nhất từ chính phủ và thông báo đến quý vị một cách nhanh chóng và chính xác. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng thông tin tích cực và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Xin cảm ơn quý vị. Lương hưu là thời gian để hưởng thụ những năm tháng đã làm việc cật lực và sức khỏe là tài sản vô giá giúp chúng ta thực hiện được điều đó. Hãy cùng chúng tôi khám phá những bí quyết và lời khuyên để duy trì một cuộc sống hưu trí không chỉ giàu có về mặt tài chính mà còn tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Về già, chỉ cần một nắm lá đinh lăng nấu cùng thứ này, ngủ ngon một mạch đến sáng, sạch gan, khỏe thận, cứu triệu người. Quý vị thân mến, lá đinh lăng được xem là vị thuốc chữa được nhiều loại bệnh, được mệnh danh là nhân sâm xanh của người nghèo. Đây là vị thuốc rất quý, nếu biết kết hợp đúng cách, sẽ giúp cho quý vị cứu sống, gan thận khỏe mạnh, minh mẫn ngay cả khi tuổi cao. Trong chương trình ngày hôm nay, đội ngũ kênh xin gửi tới quý cô, bác cách nấu đinh lăng cùng thứ này, sẽ trở thành một loại thần dược làm máu lưu thông, ngủ ngon một mạch đến sáng, đánh bay nhiều căn bệnh nguy hiểm về già. Đây là điều không được bỏ qua. Vậy, cụ thể cách làm ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm hết video sau đây nhé. Về già, chỉ cần một nắm lá đinh lăng nấu cùng thứ này, sạch gan, khỏe thận, ngủ ngon, sống thọ, cứu triệu người. Công thức đầu tiên là đinh lăng kết hợp với trứng gà, thần dược cứu người cao tuổi khỏi đau đầu, mất ngủ, bổ thận, mát gan. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, cho biết
Cây đinh lăng là loài cây gần gũi với người Việt Nam, được dùng để ăn, làm gia vị và chữa nhức đầu. Nhiều nơi thường lấy lá đinh lăng để nấu canh với thịt cá, bồi bổ cho sản phụ, người già hoặc người mới ốm dậy. Cây đinh lăng, lá nhỏ, được coi là cây sâm của người nghèo bởi tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của nó. Vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, dẻo dai, tăng cường sức chịu đựng, đặc biệt với công thức đơn giản, dễ làm và rất tốt cho sức khỏe. Lá đinh lăng rán trứng dễ dàng chiếm được thiện cảm đối với mọi gia đình. Lá đinh lăng có vị nhẫn, chua, khi nấu lên có vị bùi, thanh thanh. Không những thế, lá đinh lăng có tác dụng tiêu độc, trị mụn, giúp ngủ ngon, bồi bổ sức khỏe, là vị thuốc quý cho mọi người. Trong khi đó, trứng gà có tác dụng chống lão hóa, tăng cường lực và độ dẻo dai cho cơ bắp, hạn chế nguy cơ bị tắc nghẽn động mạch do tăng cholesterol. Và điều đặc biệt là, món ăn này vô cùng đơn giản, chỉ cần vài lá đinh lăng, vài quả trứng gà, một ít gia vị là cô, bác đã có được món ăn ngon, ổ và lạ miệng. Cách chế biến món ăn rất đơn giản. Chúng ta cần có 3 quả trứng gà, 50g lá đinh lăng. Cô, bác nên chọn loại lá nhỏ, có nhiều xăng cưa, cùng với 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng canh hành tím băm. Hãy cùng thực hiện nhé! Đầu tiên, chúng ta tách trứng, cho vào tô, thêm vào lá đinh lăng đã rửa sạch, thái nhỏ, nước mắm và muối. Tiếp theo, dùng đũa đánh đều các nguyên liệu và gia vị. Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành tím với dầu ăn. Cuối cùng, cho hỗn hợp trên vào, rán trên lửa nhỏ cho đến khi chín, đem trứng ra đĩa và thưởng thức khi còn nóng. Chăm chỉ ăn món ăn này từ 2 đến 3 bữa một tuần, sẽ mang đến những lợi ích không ngờ. Trong lá đinh lăng có chứa saponin và kèm theo đó là rất nhiều thành phần quan trọng khác. Một số nghiên cứu đã chứng minh, dược tính của lá đinh lăng có thể hoạt hóa nhẹ và đồng bộ vỏ não. Điều này có tác động tốt lên hệ thần kinh. Bên cạnh đó, tác dụng của cây đinh lăng còn giúp tăng cường sức đề kháng, an thần, ngủ ngon giấc, sâu giấc hơn. Đinh lăng giúp giảm đau đầu, cải thiện tình trạng căng thẳng. Trong cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư, tiến sĩ Đỗ Tất Lợi viết, đinh lăng cùng họ với nhân sâm có các thành phần giống với sâm. Ngoài ra, đinh lăng có những tác dụng dược lý tương tự như sâm, vì vậy chẳng cần tốn tiền mua nhân sâm, thuốc bổ, chỉ cần tận dụng loại thuốc quý ngay trong vườn nhà là đã tiết kiệm được cả 100 triệu tiền thuốc bổ. Bên cạnh đó, trong trứng gà, rất giàu chót lai, lutein và zeaxanthin đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành màng tế bào, đồng thời sản sinh những phân tử tín hiệu của não, từ đó tăng cường khả năng nhận thức và giảm triệu chứng lú lẫn ở người già. 2. Đinh lăng chiên trứng giúp cải thiện chức năng gan. Cô bác ơi, gan là một trong những cơ quan giải độc quan trọng nhất của cơ thể con người. Gan khỏe mạnh thì cơ thể bạn mới hoạt động tốt hơn. Cây đinh lăng chứa nhiều loại axit amin, trong đó có chứa methionine. Đây là axit amin quan trọng, có chức năng bảo vệ gan rất tốt và làm mát, giải độc gan. Bên cạnh đó, lòng đỏ trứng rất giàu lecithin và chót lai, có thể thúc đẩy quá trình tái tạo và sửa chữa tế bào gan, giúp bảo vệ sức khỏe của gan. Tuy nhiên, cô bác nào đang có bệnh lý về gan thì chỉ nên ăn món này từ 2 đến 3 lần mỗi tuần, không nên ăn quá nhiều, ngày nào cũng ăn. Bởi như vậy sẽ khiến tăng lượng protein và lipid ở trong gan, khiến cho gan tăng thêm gánh nặng, không tốt cho sức khỏe. 3. Giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, cô bác biết không? Trong đinh lăng chứa nhiều các chất có lợi cho cơ thể như vitamin B2, B1, B6, vitamin C và các loại axit amin như lysine, methionine, cysteine. Đây đều là các dưỡng chất cần thiết dành cho cơ thể. Cây đinh lăng thường được dùng để bồi bổ và tăng cường sức khỏe cho các bà mẹ sau sinh, vừa mới ốm dậy hoặc người già cần bồi bổ cho cơ thể. Ngoài ra, cây đinh lăng có tính hàn, có thành phần hoạt chất saponin giống như nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường chức năng sinh lý, tăng cường sinh lực. Là một loại thần dược tự nhiên mà các quý ông trung tuổi tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa, hàm lượng vi chất dinh dưỡng chứa trong trứng gà đã có bằng chứng khoa học cho việc hỗ trợ, trường bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực cho nam giới. Đặc biệt, lòng đỏ trứng gà được cho là có khả năng cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng. Hãy bổ sung món ăn, trứng chiên lá đinh lăng này vào bữa ăn hàng tuần để nhận thấy những thay đổi tuyệt vời của cơ thể nhé. 4. Chữa đau lưng do thời tiết. Có rất nhiều người bị đau nhức xương khớp, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi. Đinh lăng có rất nhiều công dụng trong y học, nhưng đáng kể nhất vẫn là hỗ trợ điều trị các bệnh do tuổi già. Có thể kể đến xương đau, cơ khớp, tê khớp, mỏi gối, bệnh gút, đau nhức lưng, tê nhức chân tay, phong thấp. Đinh lăng giúp mau lành vết thương, trị xương đau cơ khớp khi bị các chấn thương do va chạm, vận động thể dục thể thao.
có thể lấy lá đinh lăng tươi, đem giã nhuyễn, rồi đắp lên vết thương tại vị trí sưng đau. Dân gian cũng để lại một mẹo giúp cầm máu, nhai lá đinh lăng, đắp vào chỗ bị chảy máu, rồi dùng vải sạch buộc lại. Hoặc cô bác hãy làm món lá đinh lăng chiên trứng này tại nhà để giúp bổ sung sức khỏe cho xương. Hàm lượng dinh dưỡng đa dạng trong trứng như là canxi, vitamin D giúp phòng ngừa loãng xương và giảm nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp do thoái hóa ở người cao tuổi. 5. Lá đinh lăng rất tốt cho người bị tiểu đường. Cây này có tính mát, vị ngọt, hơi đắng nhẹ và chứa nhiều thành phần có lợi như vitamin, axit amin, alkaloid và saponin, tương tự như nhân sâm. Công dụng của đinh lăng lá nhỏ bao gồm tăng cường sức đề kháng, giúp ngủ ngon, cải thiện tình trạng suy nhược và mệt mỏi. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy lá đinh lăng có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đái tháo đường. Năm 2018, nghiên cứu tại Việt Nam đã phát hiện hợp chất saponin trong lá đinh lăng có khả năng giảm mức đường huyết sau khi ăn ở ruột, đặc biệt triển vọng trong kiểm soát đái tháo đường trong tương lai. Vì thế, không có lý do gì mà cô, bác bị tiểu đường lại bỏ qua một loại lá tuyệt vời như thế này đâu ạ. Công thức kết hợp thứ hai của lá đinh lăng mà đội ngũ kênh muốn chia sẻ tới quý vị, đó là nước lá đinh lăng với công dụng này. Cách làm sẽ đơn giản và tiện lợi hơn rất nhiều. Cô bác chỉ cần làm một lần và chia ra uống nhiều lần trong ngày là được, vừa tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo dược tính đối với cơ thể. Với công thức này, hoàn toàn có thể sử dụng lá đinh lăng tươi hoặc khô để đun. Cách làm cụ thể như sau: bước 1, dùng 150-200g đinh lăng tươi hoặc lá đinh lăng khô đã rửa sạch để ráo. Lượng này đủ cho một người dùng. Bước 2, cho tất cả lá đinh lăng vào nồi hoặc bình, chế một ít nước sôi vào, đậy nắp lại và lắc nhẹ như để rửa lá, rồi đổ đi. Bước này sẽ giúp loại bỏ những vi khuẩn, bụi bẩn còn sót lại ở trên lá, đồng thời cũng giúp chất dinh dưỡng tiết ra dồi dào hơn. Bước 3, sau đó, cô bác cho khoảng 1 lít nước đun sôi vào bình và đậy nắp lại, chờ sau khoảng 5 đến 7 phút. Sau đó, có thể chắt ra để uống dần. Lá đinh lăng tươi khi mới hái còn nhiều nhựa, đặc biệt là lượng saponin có trong lá tươi, rất cao. Nếu nạp vào một lượng lớn, có thể gây ra tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa ở những người mắc hội chứng ruột kích thích. Khi phơi khô, thì chất saponin sẽ giảm đi đáng kể, nhờ đó không đem lại một số tác dụng phụ như trên. Ngoài ra, khi phơi khô để nấu nước, pha trà, bạn sẽ cảm nhận được mùi thơm, hương vị nhẹ nhàng. Vì vậy mà uống lá đinh lăng khô sẽ rất phù hợp với ai không thích mùi hăng, nồng của lá tươi. Nước lá cây đinh lăng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh lọc gan, thận, chữa đau đầu, mất ngủ, trị đau xương khớp, tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, cô bác không nên quá lạm dụng nước lá cây đinh lăng hàng ngày thay cho nước lọc, vì nó có thể gây ra các tác dụng không mong muốn cho cơ thể. Trong lá cây đinh lăng có thành phần là saponin, có thể gây mệt mỏi, nôn mửa và hoa mắt chóng mặt. Vì vậy, chỉ nên uống nước lá đinh lăng với một lượng vừa phải trong một thời gian nhất định và cần tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu dùng hàng ngày nhé. Cây đinh lăng tốt là thế, tuy nhiên, có 5 nhóm người sau đây được các chuyên gia khuyên là không nên uống lá đinh lăng đâu cô bác ạ, kẻo biến thành lợi bất cập hại, không tốt cho sức khỏe. 1. Trẻ em không nên uống nước lá đinh lăng, chỉ nên sử dụng ngoài da. Hệ cơ quan của trẻ chưa phát triển hoàn thiện và việc lạm dụng uống nước lá đinh lăng có thể ảnh hưởng xấu đến tổng trạng và hệ tim mạch. Mặc dù lá đinh lăng được coi là dược liệu thiên nhiên ít độc, nhưng việc sử dụng liều lượng cao vẫn có nguy cơ ngộ độc, đặc biệt là ở các cơ quan như là phổi, gan, dạ dày, tim và ruột. 2. Người mang thai, phụ nữ mang thai nên thận trọng khi sử dụng thảo mộc, bao gồm lá đinh lăng, vì có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Trước khi sử dụng, nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để đảm bảo an toàn. 3. Người đang cho con bú, phụ nữ đang cho con bú cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng lá đinh lăng hoặc các loại thảo mộc khác, vì các chất hoạt động có thể chuyển sang sữa mẹ và ảnh hưởng đến em bé. 4. Người có dị ứng hoặc quá mẫn cảm, những người có tiền sử dị ứng hoặc quá mẫn cảm với thành phần trong lá đinh lăng nên tránh sử dụng. 5. Người có vấn đề về đường huyết, lá đinh lăng có thể ảnh hưởng đến đường huyết, nên người có vấn đề về đường huyết hoặc đang sử dụng thuốc điều trị đường huyết hết sức cần thảo luận với bác sĩ trước khi sử dụng. 6. Người đang sử dụng thuốc khác, lá đinh lăng có thể tương tác với một số loại thuốc. Vì vậy, nếu đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, cần thảo luận với bác sĩ để bảo đảm không xảy ra tương tác không mong muốn. Quý vị ơi, bất cứ loại thực phẩm, dược phẩm nào từ tự nhiên cũng cần được sử dụng đúng cách, đúng liều lượng thì mới đem lại hiệu quả tuyệt đối cho sức khỏe của chúng ta, và đinh lăng cũng vậy. Mong rằng với những công thức và lưu ý khi sử dụng lá đinh lăng mà đội ngũ kênh vừa chia sẻ,
sẽ giúp cho cô bác nâng cao sức khỏe, minh mẫn, dẻo dai tuổi về già. Trong phần tiếp theo, mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện ý nghĩa mang tên Cơm Xuân Chuyện Ngắn của Phát Dương. Giáp Tết năm ngoái, Phương nhảy khỏi xe đò, gió bấc ập tới đón lấy anh buốt giá như cái bạt tay của má hồi nào. Cái lúc má giận điên người, dày anh sống sao cho ra con người còn có tình có nghĩa. Cái lúc chú thím sáu qua nhà nằng nặc đòi báo công an, tội anh gạt con trai thím cá độ đá banh hết sạch tiền. Gạt gẫm dụ dỗ gì, lớn xác hết rồi có chơi có chịu chớ, không có gan mà đòi làm giàu. Anh cự tới cùng, má giận quá đánh anh một cái. Con ngựa non háo thắng đâu thừa nhận mình sai, lầm lầm lì lì bỏ vô buồng chốt cửa. Tối đó gom mấy chỉ vàng của má cùng ít đồ đạc, anh bỏ đi bụi luôn. Gió bữa đó lạnh dữ, sáng ra chân bà bảy beo tê cứng bước không nổi. Nhưng én về nhiều, bà nghe tiếng ríu rít của chúng lượn trên mái nhà, mừng báo Tết đã lấp ló trong những tán mai đang ủ nụ. Một linh cảm tha thiết bùng dậy của người mẹ thương con khôn xiết, bà hít một hơi thật sâu xỏ dép vô bước ra ngoài. Pha ấm trà con cua, bà bắc ghế ngồi, đoán mình lại chờ điều vô vọng. Mấy năm rồi thằng Phương có về đâu? Nhưng không hiểu sao bà bảy beo cảm thấy lần chờ đợi này rất khác. Bà không thể hiểu nổi, sự nôn nao có lẽ khiến mắt bà tinh tường hơn. Bà đã thấy xa xa bóng ai thấp thoáng, như dáng thằng Phương con trai bà, phải nó không? Hay bóng hình hư ảnh dội lại từ quá khứ, được không khí thoáng buồn muôn phương gió bấc làm dấy lên thương nhớ. Con phèn sủa dữ dội, nó vẫy đuôi hối hả mừng người quen. Run rẩy, bà bảy beo xúc động quá đứng không vững phải chống cái ghế mà nhích từng bước. Bà hất đổ luôn ấm trà, vội vã, ấm lăn lông lốc, không bể, chắc là điềm lành. Là Phương, thằng Phương con trai bà, anh về thật. Bà bảy beo buông ghế, cuống quýt chạy tới như đứa trẻ thấy má đi chợ xa về. Bà khóc ngất trong vòng tay con, hít hà căng phổi mùi bụi bặm đường xa. Tay bà mân mê da thịt, xót lòng khi thấy con ốm đi nhiều, mà chắc khỏe. Ngó chừng cũng trải mấy lần vất vả, anh đã tỉnh ra chưa hay còn mê những thói trẻ ngông cuồng. Phương dìu má vô nhà, cẩn thận kiếm dầu sức cho má, chớ trời nổi gió vầy sợ bà bị cảm. Dầu trong ngăn tủ đầu giường, y nguyên chỗ cũ. Phương ngó một vòng quanh, anh nổi da gà trước bối cảnh y đúc quá khứ. Điều đó làm anh tưởng chuyện như mới hôm qua, nhưng thật chất đã vùn vụt biết bao năm tháng. Một thằng Phương trẻ dại giờ đã trưởng thành, biết cầm về cho má mấy tháng lương đầu tiên dành dụm. Con muốn ăn gì, để lát má đi mua, bà bảy beo hồ hởi hỏi. Bà bảy chỉ muốn nấu thật nhiều cho con trai. Đó là cách bà thể hiện tình cảm giỏi nhất. Bà không ngại tự cảm thấy bản thân nấu khá. Hồi trước xương cốt còn mạnh, đích thân bà nấu quán cơm từ thiện ngoài xã, sau hay đau nhức bà mới chịu nhường lại bếp cho người khác. Khách tới ăn ai cũng khen ngon, hồi đó chồng bà cũng tấm tắc hoài. Riêng thằng Phương hay chê, bởi nó toàn mê những thứ ăn không được. Nó say cờ bạc và những cuộc nhậu, mấy cái đó bà má nào đành lòng nuông chiều cho con lún sâu được chớ. Mà thằng Phương đây là Phương hồi đó, cái hồi trước lúc nó bỏ nhà đi. Món nào của má con cũng thèm, Phương tựa đầu vô vai má, lặng lẽ chảy nước mắt. Tội con tui, bà bảy beo xoa xoa đầu con, mái tóc Phương khét lẹt mùi nắng gió. Mùi của một người đã biết qua khổ cực, mấy năm mới được ăn cơm má nấu. Đâu có, mới năm ngoái con ăn rồi, Phương ngẩng lên, nhe răng cười. Hồi nào, bà bảy beo ngẩn ngơ, không hiểu thằng con đang nói gì. Phương có về hồi nào đâu mà ăn, chắc ý anh là ăn trong những giấc mơ mong ngóng. Chuyện dài lắm, để từ từ con kể má nghe. Phương đứng lên, xốc ba lô chuẩn bị đem vô buồng để con cất đồ cái rồi chở má ra chợ. Xe còn chạy được hả má? Má nấu nhiều chút nghe, lát có khách quý tới chơi đó má. Bà bảy beo như con én mới từ Phương Bắc về, không hiểu nổi thằng con đang nói chuyện gì nữa. Nó mới về sao ai biết để tới, lại còn khách quý. Không biết anh có giấu bà gì không, sao bà thấy lo lo. Chắc ổn thôi, nhìn bộ dạng của con, bà biết anh đã chịu thay đổi, tức là tốt lên. Thôi, thủng thẳng rồi con nó kể, lo chi lo, nó về mừng còn hồng hết bà bảy tự trấn an mình như vậy. Cơm canh nấu sắp xong xuôi, vừa hay khách tới. Bà bảy beo tò mò chạy ra coi, không quên rút bớt củi cho nồi canh đừng chào. Khách đàn ông đứng tuổi, chạc 40, ăn mặc giản dị như kiểu người thân thuộc với ruộng vườn. Sao bà bảy beo cứ thấy khách quen quen, dù mới tới nhà lần đầu mà như đã gặp từ trước. Má nhớ chú Năm Dừa không? Phương rạng rỡ giới thiệu. Hồi trước chú hay ghé quán cơm từ thiện của má ăn đó má. Bà bảy beo xốc lại ký ức, quá khứ nhảy phốc ra khiến bà vỗ trán cái bốp. À, nhớ rồi, cái ông hay chạy ba gác chở dừa đi bán.
Ủa, rồi sao mà con quen chú đây? Bà Bảy Beo ù ù cạc cạc, hết ngó khách lại ngó con. Vô nhà trước đi má, vừa ăn cơm con với chú vừa kể má nghe. Phương cười bí ẩn, chạy lăng xăng xuống bếp dọn chén đũa. Phương nói vậy chớ anh đâu kể vội. Anh tủm tỉm cười, đưa đũa chia cục ba dọi kho ra làm hai phần. Phần thịt gấp cho ông năm dừa, phần mỡ có da anh bỏ vô miệng nhai chóp chép. Vừa nhai anh vừa làm bộ giáo giác nhìn quanh, đưa tay lên làm động tác kéo nón sụp xuống dù anh không đội nón. Ông năm hiểu ý, cười theo chớ cũng không nói gì. Bà Bảy Beo nhíu mày nhăn chán ngó con, ban đầu tưởng nắng gió làm anh lên cơn sảng. Nhưng từ từ đôi mày bà giãn ra dần, cảnh tượng trước mặt quen quá là quen. Bà nắn nót dựng lại những gì nhớ được. Để coi, đó là hồi năm ngoái, cũng độ thời gian này. Lúc đó ông năm dừa đây có tới ăn cơm, dẫn theo một người nhìn hơi kỳ dị. Trời ơi, bà Bảy Beo la rùm lên, mở lớn hai mắt nhìn từ Phương qua tới ông năm, rồi lại đảo ánh nhìn lần nữa đừng nói là. Dạ, năm ngoái con với chú năm đây có ghé quán má ăn. Phương đưa tay quẹt giọt nước mắt vừa mới ứa ra, ngậm ngùi kể lại. Giáp Tết năm ngoái, Phương nhảy khỏi xe đò, gió bấc ập tới đón lấy anh buốt giá như cái bạt tay của má hồi nào hồi nào. Cái lúc má giận điên người, dày anh sống sao cho ra con người còn có tình có nghĩa. Cái lúc chú thím sáu qua nhà nằng nặc đòi báo công an, tội anh gạt con trai thím cá độ đá banh hết sạch tiền. Gạt gẫm dụ dỗ gì, lớn xác hết rồi có chơi có chịu chớ, không có gan mà đòi làm giàu. Anh cự tới cùng, má giận quá đánh anh một cái. Con ngựa non háo thắng đâu thừa nhận mình sai, lầm lầm lì lì bỏ vô buồng chốt cửa. Tối đó gom mấy chỉ vàng của má cùng ít đồ đạc, anh bỏ đi bụi luôn. Đời dạy Phương đủ kiểu mặn, từ mồ hôi tới nước mắt. Ra đường lăn lóc một mình, anh thấm thía cuộc sống khó khăn tới mức nào. Vậy mà má đâu một lần thở than, vẫn kiên nhẫn nuôi dạy thằng con cứng đầu cứng cổ. Phải chi lúc đó anh nghĩ thêm chút nữa, chắc anh tỉnh ra. Nhưng anh vẫn còn say nông nổi, anh đổ tội cho số mình xui rủi quá mới thành ra lận đận như vậy. Đầu tiên Phương kết tội ba, phải hồi đó ba đừng bỏ đi cưới vợ bé, biết đâu đã không bệnh nặng mà qua đời sớm. Có ba bên cạnh, anh đâu bị bạn bè chọc ghẹo. Anh đâu phải nghe hàng xóm cười cợt sau lưng, rằng nhà đó chắc đâu tốt lành chi mới tan đàn sẻ nghé. Uất ức lắm chớ, đau lắm chớ, đau như người ta đấm liên tục vào bụng, như trái tim bị lăn trên thảm gai rồi tạt nước muối vô. Tức là đau từ trong ra tới ngoài, quá sức chịu đựng của thằng con trai lớn người mà hồn chưa lớn nổi. Xong rồi Phương định tội luôn cho má. Phải má đừng chịu đựng ba, phải má nghiêm lên làm lớn chuyện chắc ba đã ở lại. Phải má đừng nhẫn nhịn kệ lời ra tiếng vô mà chửi mấy câu cho những lời sầm xì tắt đi. Phải mà má đừng nhẹ nhàng như vậy, đừng dịu dàng như vậy, đừng cam chịu gom hết mọi thứ về phía mình như vậy. Phương rẽ gió mà đi, tiền trong túi sạch bách, chưa biết phải đi tiếp làm sao. Lội bộ về nhà chắc gãy cặp giò, chắc phải kiếm người quá giang. Tết nhất cận kề vậy người ta cũng cảnh giác, dễ gì. Anh thở dài, thôi thì đi bộ, đi cùng cái bụng đói mềm đã chẳng còn rên gì nổi. Phương chợt thấy xe chở dừa của ai đó, giờ này còn đi bán anh đoán kiểu dân lao động chân tay vất vả. Kiểu người chất phác, hiền lành, như má anh. Phương mừng rơn, nghĩ thầm chắc mình xin đi nhờ được. Những buồng dừa xếp dày lên nhau làm Phương thèm thuồng, chúng sung túc như một gia đình. Cổ họng anh nhớ vị nước ngọt mát, khát. Anh len lén nuốt nước miếng, ngó coi chủ xe dừa đi đâu rồi. Chắc khiêng dừa cho khách, đi không xa đâu. Nếu anh xin một trái, họ có cho không? Thôi đừng, vậy càng khiến họ nghi ngờ muốn biết anh từ đâu mà về. Những chiến tích lăn lộn có gì đâu để kể, họ biết lại sợ không cho quá giang thì chết. Phương nhón chân ngó vô xe, kiếm coi có ca nước đá không. Xin miếng nước uống coi bộ ổn hơn. Anh đã thấy cái ca, kế bên cái túi vải đựng đồ. Những tờ tiền xanh đỏ bên trong như có rác kim tuyến, chúng lấp lánh quá. Chà chà, người gì để đồ đạc hớ hênh vầy, lỡ kẻ xấu thấy thì sao? Một kẻ lang thang nào đó, đói khát và cạn túi đã sẵn tính liều lĩnh, tha thiết muốn về nhà càng nhanh càng tốt đến mức bất chấp ăn cắp. Một kẻ như Phương chẳng hạn, anh giáo giác nhìn bốn phía. Chẳng ai để ý tới anh, Tết nhất phù phép cho dòng người trở nên đông đúc và bận rộn. Đông nghẹt người vầy cũng chẳng ai biết là anh lấy. Phương hít một hơi sâu, rón rén bước tới. Anh giả bộ vấp té vô chiếc xe, luồn lẹ tay thó lấy cái túi tiền. Nhanh nhẹn, anh giấu nó vô trong áo khoác. Anh cố gắng thật bình tĩnh, đi được một quãng mới chạy để mọi người không nghi ngờ. Đúng rồi, là lúc này đây, khi anh đã cách chiếc xe chở dừa đủ xa và hàng người trộn lẫn vô nhau đủ phía. Anh biến mất trong biển người đen đặc ấy, trong những người chen nhau mua sắm để về nhà sum vầy.
hớn hở rời khỏi chỗ đông người. Phương mừng quính, anh không bị ai réo lại. Anh chưa dám lấy tiền ra đếm, nhưng đoán chừng nhiêu đây dư sức cho anh ăn uống và bắt xe ôm về nhà. Anh bắt đầu nghĩ sẽ ăn món gì đây, uống cái gì, sao tự nhiên mọi món ăn trên đời đều trở nên hấp dẫn hết biết. Có tiếng con nít khóc, Phương đổ mồ hôi hột, chỗ này vắng hoe con nít ở đâu ra. Mà có thật, đứa bé trai mếu máo đang tiến dần về phía anh, vừa đi vừa khóc. Nó đi ngược với hướng đèn đường, như bước ra từ bóng tối. Lủi thủi như con chó con, nhìn vừa cô độc vừa tội nghiệp. Hệt như Phương hồi nhỏ, cái lúc anh chạy theo đòi ba ở lại. Thằng nhỏ không quan tâm tới Phương, nó đã đi qua chỗ anh rồi. Không biết nó tìm gì nữa, hay nó chờ ai, hay nó thật sự là một bóng ma muốn níu giữ chuyện trần. Tiếng khóc vẫn chưa nín, những tiếng nấc dày thêm, có lẽ nó đang mệt. Tức là nó khóc nhiều, khóc lâu rồi. Phương rậm bước đi, nhưng chân anh bị chính lòng mình kéo lại. Ê nhỏ, đi đâu vậy? Phương cất tiếng gọi, ngập ngừng. Em đi kiếm ba. Thằng nhóc không sợ người lạ, nó vươn đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, đôi mắt của một con thú nhỏ bị thương. Biết ở đâu không mà kiếm. Phương nhíu mày, tự nhiên anh lo mấy chuyện bao đồng này chi vậy trời. Ba ở bệnh viện, thằng nhỏ nói liền, rồi giọng chuyển qua buồn thiu, nhưng bệnh viện nào thì em không biết. Thôi ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, anh có kẹo nè. Phương bước tới gốc cây hoàng hậu gần đó, ngồi xuống trước, anh đưa tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý kêu đứa bé tới gần. Để khẳng định mình không nói dóc, anh móc túi áo đem ra mấy cục kẹo cho thằng nhỏ thấy. Kẹo này anh đánh bài thắng, giải trí trên chuyến xe về quê hồi chiều. Có lẽ vì đã thấm mệt hoặc bị những viên kẹo thu hút, đứa con nít ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống. Nó cầm lấy kẹo, khe khẽ cảm ơn anh và bóc ăn ngon lành. Phương chậm chậm hỏi chuyện, thằng nhỏ cũng thật thà, hỏi thì nó kể. Bữa đó ba đi làm không về, em đợi hoài cũng không thấy má về. Má gọi nói ba bị té nhập viện rồi. Má vô nuôi ba, sáng đi tối nhờ chú em canh má về ngủ với em. Mà má nói vài bữa ba về hà, sao cả tuần chưa thấy, nên em định đi kiếm. Phương đưa tay lên bóp lấy ngực trái, sao tự nhiên anh thấy tim mình đau. Cảm giác quặn thắt khiến anh khó thở. Sự chờ đợi này, anh đã từng trải qua. Má anh cũng đã từng nói dóc, rằng ba sẽ về sớm thôi. Phương quan sát đứa trẻ, anh hiểu nhà nó cũng khó khăn, chắc mẹ nó đang chầy chật lắm. Và tay anh chạm tới túi tiền đã trộm khi nãy, cái túi như có điện, tay anh run lên và nhói, phải rụt lại. Anh chưa biết mặt chủ của xe dừa, họ là ai, có nghèo khó không? Họ có đang gặp chuyện gì không? Họ có cần số tiền này hơn anh không? Mẹ đứa nhỏ tới, thấy con, bà mừng quính cảm ơn anh, rối rít ôm lấy nó. Bà báo cho nó mừng, ba nó sắp khỏe rồi. Lần này là thật, Phương nghe cũng mừng lây. Nhờ Mạnh Thường Quân hỗ trợ, tôi mới có viện phí lo cho ổng. Không biết vô tình hay cố ý, bà kể với Phương như vậy. Mắt Phương đau rát, đầu anh ong ong. Anh nhớ má có nói về ước mơ mở quán cơm từ thiện, không biết giờ đã làm được chưa hay bận kiếm tìm tin tức anh mà bỏ hết. Thế giới này coi vậy vẫn còn nhiều người tốt. Phương lại nhớ một mảnh vụn ký ức, những người hàng xóm của anh không phải ai cũng độc miệng. Có người an ủi động viên anh. Có người còn đứng ra cự lại những lời đàm tiếu, rằng bà bày beo tốt bụng hay giúp đỡ người khác mấy người đừng có nói bậy. Túi tiền trong áo Phương trở nên nặng trịch. Tay anh, cái tay đã trộm nó, nóng hổi và nhức như bị trúng độc. Độc của tội lỗi, cái túi hình như trở thành sinh vật sống, nó cựa quậy, nó đập thình thịch. Nó thúc vô lồng ngực anh, nó đòi về với chủ. Phương chạy không kịp thở, anh lao về phía dòng người ồn ào ngoài kia. Anh tha thiết mong chiếc xe bán dừa đừng chạy vội. Anh đổ mồ hôi ướt nhẹp, lâu rồi anh mới mong muốn một điều mãnh liệt như vậy. Anh muốn một ai đó chờ anh. Chiếc xe vẫn còn đứng đó, may quá. Người đàn ông chủ xe với gương mặt đau đớn ngồi xổm tựa vô xe, châm lửa hút thuốc lá. Chắc ông đã biết tiền đã bị trộm mất, tiền bán dừa, cả tiền ông mới mượn sửa lại nóc nhà. Trời ơi, phải chi ông đừng ì y, cứ nghĩ giao dừa cái là trở ra. Đường xá người đi như kiến vầy, biết ai mà đòi lại. Ông không thể ngờ được kẻ trộm quay lại và giơ túi tiền ra đưa ông. Vì quá mệt, Phương quỳ mọp xuống, một tay giơ túi tiền cao nhất có thể. Bộ dạng thảm hại, phù hợp với tâm trạng của anh bây giờ, một kẻ chờ định tội. Ông chủ xe dừa run run cầm lấy, ông đã định đá kẻ trộm một cái. Nhưng nhìn đi, chàng thanh niên này sơ xác quá, như một trái dừa non bị gió quật rụng khỏi buồng dừa từ sớm. Anh ta đã biết trả lại, thôi còn giận làm gì. Tiếng bụng réo sôi xóa bỏ khoảng không im lặng. Của Phương, cuộc chạy vật vã đã nhắc cơ thể anh biết biểu tình trở lại. Của ông bán dừa,
vì lo mất tiền ông quên chuyện mình phải kiếm đồ ăn tối. Đói hả? Leo lên xe đi, tôi chở tới quán cơm từ thiện này ngon lắm. Ông hất hàm, leo lên xe trước. Phương khép nép bước lên sau, anh dè dặt đề nghị. Ăn cơm xong chú chờ con về nhà được không chú? Mấy năm rồi con mới về, không còn tiền đi xe con mới làm liều vậy. Ông thẫn người ra, ngó bộ không khó đoán câu chuyện. Ông thở dài, gật đầu, cho xe nổ máy. Người đàn ông chủ xe tên là Năm Dừa. Phương đi theo ông vô quán cơm, co ro ngồi xuống. Mùi đồ ăn thơm quá, mùi của những món ngon lành được nấu nướng cẩn thận, từ thiện mà tươm tất ghê. Mùi đồ ăn làm anh nhớ má. Ông Năm hỏi Phương ăn gì, giáp Tết nên quán có thịt kho với dưa chua ngâm nữa. Phương gật đầu lia lịa, cái chi giờ anh cũng thấy ngon. Ông kể hay ghé ăn ở đây, cơm ngon mà tiết kiệm. Có một thùng từ thiện đặt ở giữa quán, ai muốn cho bao nhiêu thì cho. Bà chủ tốt bụng lắm, muốn ăn bao nhiêu cơm thêm cũng được. Bà không bao giờ từ chối ai, dù khách đi bộ tới hay đi bằng xe máy sang sang. Cơm được dọn ra, khói bốc lên làm Phương muốn trào nước mắt. Mùi thật giống đồ ăn má nấu. Má giờ sao rồi, còn mạnh không hay đã yếu nhiều? Mấy năm anh chưa được ăn món má nấu. Má đã thực hiện được mong ước chưa, quán má mong chắc cũng sạch sẽ vậy. Ông anh với chú em ăn mạnh vô nha. Bà chủ đon đả mời, tội hôn, đói tới run rồi hả? Đợi bà chủ đi rồi, Phương mà dám len lén nhìn lên. Anh đã nhận ra bà ngay từ những tiếng đầu, là má anh. Nước mắt anh lăn dài vì không dám nhìn kỹ má. Anh kéo cổ áo khoác lên, kéo nón lưỡi chai sụp xuống, giấu mình thật kỹ để má không nhận ra. Anh lấy đũa chia cục thịt ba dọi ra, gắp cho ông Năm Dừa phần thịt, anh lấy phần mỡ với da. Ông chân chân nhìn anh, lòng không hiểu sao thấy thương quá. Khách bàn phía ngoài ăn xong, đứng lên cảm ơn bà chủ. Khách hỏi, tôi có thể làm gì để đền ơn cho bà chủ không? Bà cười hiền đáp tỉnh queo. Nào rảnh rảnh tới phụ quán là được rồi. Nhưng khách nằng nặc muốn làm nhiều hơn, bà chủ cười xòa nói tiếp. Thôi thì khi nào dư giả, cô cứ giúp người khác là được. Hoặc có duyên thì, nếu gặp con trai tôi, nếu có thể mong cô giúp đỡ thằng nhỏ dùm. Nó tên Phương, nó bỏ nhà đi mấy năm rồi. Giọng bà chủ lạc mất từ đoạn đó, nước mắt làm giọng bà nghẹn, phải kéo vạt áo lau nhanh để còn tiếp khách. Phương lùa cơm lẹ lẹ, nuốt cả nước mắt vô lòng. Anh không dám ở lại lâu, đợi ông Năm Dừa ăn xong, anh đứng dậy trước. Ông Năm không đi một mạch mà dừng ở thùng từ thiện, bỏ vô tờ 100 ngàn. Phương sững người trước hành động đó. Một người ăn cơm từ thiện mà hào phóng vậy sao? Trả luôn cho phần chú em. Ông nói rồi đi ngay, bởi biết Phương không muốn ở lại. Khi xe đã rời đi, ông Năm Dừa lên tiếng trước. 100 hồi nãy coi như cảm ơn trời Phật chú em biết phải quấy chịu trả lại tiền đã trộm. Ông nói giọng đều đều, không hề nhìn qua phía Phương. Ông cũng không hỏi nhà Phương ở đâu, cơm má nấu ngon quá hả? Vậy là ông đã đoán được, Phương không dám giấu, chậm chậm kể lại mọi chuyện. Anh ngạc nhiên khi ông Năm không đánh giá hay phán xét gì anh, ông chỉ thở dài hỏi rồi tiếp theo anh tính làm sao. Anh cũng thưa thật lòng, ban đầu anh định về luôn. Nhưng thấy bản thân mình vẫn tệ hại vậy, anh không dám. Anh định kiếm việc gì đó làm, một năm nữa mới về, khác rồi anh mới về. Biết nghĩ vậy là khá, con sai được. Ông Năm gật đầu khen, chưa có chỗ ngủ thì về nhà tôi. Rồi mai tôi coi giới thiệu cho ông anh tôi bên tỉnh bạn, ổng đang tuyển người phụ xưởng gỗ. Bà bảy beo nhìn Phương rồi lại nhìn ông Năm Dừa, nhìn biết bao nhiêu lần vẫn chưa muốn ngưng. Câu chuyện của thằng con trai khiến bà vừa xót xa vừa tự hào. Hên là anh còn biết nghĩ, chịu sửa đổi khi chưa muộn. Hên là trời Phật còn thương cho anh gặp người tốt như chú Năm đây. Hên là sau biết bao chuyện xảy ra, mọi thứ đã tốt đẹp được vậy. Ơn này tôi cảm ơn anh nhiều, anh Năm. Bà bảy beo sụt sùi nói với khách Tết nhớ tới nha anh, tôi nhất định đãi nhiều món ăn thật ngon cho anh ăn no thì thôi. Ơn nghĩa gì chị bảy ơi? Ông Năm bật cười giòn giã, chị cũng nói khi nào khá thì giúp người khác là được. Tình cờ sao lúc đó tôi cũng khá mà người tôi giúp lại tình cờ là con trai chị. Một chuyện tình cờ, vậy thôi. Ba người đều cười trước câu nói giỡn đó. Phương ăn cơm thật trùng trình, tận hưởng từng chút những món ăn má nấu. Chú Năm ngồi lặng im với má, hai người cứ hết gắp đồ ăn cho anh lại ngắm anh ăn. Anh biết họ thương anh nhiều lắm. Phương bất giác ngó ra sân, thấy trên trời én bay đầy dập. Anh không biết trong đám én đó có con nào vừa thoát khỏi đoạn đường lầm lạc như anh không. Cũng không biết có con nào từ xứ khác đến chú tạm chớ không dám về như anh hồi trước không. Phương mạnh dạn bới thêm chén cơm, mạnh miệng khen cơm má nấu ngon nhất trên đời. Ông Năm Dừa cũng đồng ý kiến.
Bà Bảy Beo tủm tỉm cười, mừng tới rớt nước mắt. Giờ, Phương có thể tự tin ăn cơm Tết của má mà không vướng bận gì. Cơm má nấu mà, ngon tới trong lòng cũng tràn ngập mùa xuân. Cảm ơn quý vị đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Thay mặt đội ngũ kênh Từ Tận Đáy Lòng, ban biên tập chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé. Bây giờ mời quý vị xem thêm những video hay nhất của kênh đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video lần sau.